การเตรียมพร้อมอ่ะใช่ไหมว่าเดี๋ยวใครการเตรียมพร้อมมาแต่ดูแล้วก็มีติดขอของการที่มันจะไม่ต้องเราเป็นในทางแม่เนี่ยเป็นเดือยที่แต่มันลบเกมมูลเกินพอเกมการเตรียมพร้อมแล้วสำหรับจุดที่หมัดโดว่าต้องเกมการเตรียมพร้อมอ่ะมีดีดูที่ทางแอดมาด้วยกันมีคุ้มกันแต่ก็การเตรียมพร้อมอยู่อีกตัวสุดละทำเลยตอนการเตรียมพร้อมในสำหรับที่มีสต็อกเกมไปกลัวเลยผู้เกินตอนนี้ผู้จัดนี่มันได้มีมาพบกันในกิจกรรมของผู้ที่นั่นกลุ่มในจริงนั่นแต่ผมก็อินฟลูนะแซ่ใจเก๋ก้อยนะลองเก๋ก้อยนะถ้าจะโกนเราแม่เดี๋ยวแบบแซ่ใจที่มีแซ่ใจทุกบ้านเราแซ่ใจเก๋ก้อยบ้านโดนจมก็คือที่แท้แล้วเราจะผู้คนอยู่ในกิจกรรมมาพักที่ทางโซ่เรียกว่าเดินเชื่อมกับระบบผู้ฝากแม่ตัวที่นั่นเราจะบ้านโดมามีเสียสุดจำก็เล่นใจในบาดูดีที่แอปบาดูนานเกินจากแอปจำเป็นต้องรีบเดินที่บาดูร้องวาวจำวิจโฉมกราบไปริ้วก็คือบาดูเราจะได้ไปในปกติแบบไม่รู้พุทธการเซโบสำเร็จก็จะการเดินไปสุดจะกลัวยิ่งใช้เดินแค่บ้างก็ได้แค่ครับแค่บ้างถึงเดินเลยหรือว่าที่มันการเซโบมาเลยเดี๋ยวจะลบที่บาดูไปเลยเนี่ยนี่ร้อยยี่สิบจะเอาไปการเซโบละพอตั้งแต่ช้าตั้งแต่ที่มีเบื่อกว่าการเซโบเลยเนี่ยมันก็คุ้มพอแหละในขั้นตอนไม่ต้องให้เราบีบโป้มาให้เราแจกรถให้เราโป้มาให้เราแจกรถให้เกิดการจีบในการพอสยูซินทามก็จะพอสื่อถึงเกย์ก็จะเป็นจังที่มันอยู่บนของให้ต้องจะทำพอเลยเราที่ดีไซน์จะไปมีผู้เสริมพอแต่มันก็ได้ของที่เราจีบจะเด่นมาทำให้ดีกว่าเป็นดีหนังการเซโบะจะคุ้มพอแล้วหรือก็ที่ที่ยูซินได้ก่อนก็ได้มีคนมาดิวไลแค่เบื้องมามีการตัดสินให้ครับแต่ก็โพสต์ที่ไลน์ที่ต้องมีแต่โพสต์ที่ไลน์ที่แอนจะแทนรูปดีบักดีตัดแต่ไม่ได้แล้วก็ในตรงนี้ก็จะทำให้ทำเชื่อว่าเห็นได้ที่แต่ดูแล้วมันแต่งของหมกไก่เนี่ยหมกไก่ไปรอบนี้ในก็เกิดอะไรขึ้นบ้างโดอ่ะที่ต้องมาแก้ไขเนี่ยเอสเอสซีดีวันที่หมกไก่กินมันแต่งของไก่กินไม่เดี๋ยวเราไปติดตั้งในการมีสเต็ปไปก่อนที่วิ่งเนี่ยจะไปโจ้รบกวนจิตวิสัยในสัตว์
thì nó sẽ xảy ra một chuyện là cái này, các robot của mình sau khi thảo ra môi trường Gazebo nó sẽ nằm ngay trong tọa độ, tốt tọa độ của bản đồ, tức là nằm ngay giữa bản đồ này. Và mình thì muốn di chuyển con robot đi qua vị trí, ví dụ như thầy muốn là robot nó xuất phát điểm từ đây, không tới là một cái bản, thầy cũng cấp em cái bản đồ mới, xong rồi thầy sẽ yêu cầu em phải đưa cái con robot của mình về đến đúng cái vị trí mà con robot nó phải ở để bắt đầu trước khi mà xuất phát. Thì em phải làm sao mình có thể chuyển nó về được. Thì mình nhìn ở trên này mình đếm, như ở trong cái bản đồ thì cái hình thức của ô này là 1 mét, thì em đếm thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là cái hàng robot của mình nó phải chuyển theo 1 mét là 5 mét rưỡi, và nó phải chuyển theo phương y bao nhiêu? Trừ 2 mét và trừ 2 mét rưỡi. Trừ để vì cái phương y ấy, chúng ta phải lên phương trên đi xuống. Và đồng thời ấy, là con robot mà hôm trước mình design ấy, thì cái đầu của nó hướng về phía trục x, cho nên nếu mà mình đưa con robot về đây thì nó thấy đầu robot chỉ về này, mà mình sẽ muốn là mình xoay đi bên này để các bạn đi tiếp nhất, mình xoay ngay từ ban đầu luôn. Vì vậy thì mình sẽ xoay cái trục nào cả cho cái trục z đúng không? Như vậy là mình sẽ phải nhập các cái tham số là sẽ di chuyển theo trục x là bao nhiêu, thì di trục x là bao nhiêu, thì đi theo trục y là bao nhiêu, và xoay quanh trục z là bao nhiêu. Thì để khai báo các tham số tìm kiếm thì em có thể khai báo là từ y từ z, còn xoay quanh cái trục thì là trừ r từ với rho, trừ t từ với lại x, và trừ y từ với do thẳng. Và để cho tiện hơn thì chỗ này thầy có khai báo sẵn một số cái tham số. Thầy khai báo trường hợp tổng quát thì sau này ví dụ như em xài các cái bản đồ khác, em muốn di chuyển bằng robot thì đi chỗ khác thì mình chỉ đơn giản là mình xem coi là khoảng cách là bao nhiêu rồi mình chọn các cái đơn vị số ở đây được không đó. Thì ở đây thầy thấy là thầy sẽ định trục y là đi theo trục x là 5.5 mét, thầy sẽ định theo trục y là -2, và thầy sẽ xoay quanh do một cái góc là bằng 1.57 radian, tức là sấp xỉ 90 độ. Tại vì pi là 3/14, pi chia 2 90 độ. Thì ở đây mình sẽ thấy có cái tham số này là những cái cụm mà đô la sau ngày an quy hoạch spot chạy qua thì lấy cái giá trị 5.5 thả xuống thì trừ 2 thả xuống đây. Thì một cái file ở trong cái Gazebo chỉ đơn giản như vậy, đầu tiên là load cái Gazebo lên, sau đó khai báo cái đường dẫn cho cái UIDS, và cuối cùng là cái cái UIDS này thả vào trong môi trường của Gazebo, đơn giản như vậy. Thì cái em khai báo mà đúng á thì cái con robot của mình sẽ xuất hiện ở bên trong cái bản đồ Gazebo. Tuy nhiên là cái con robot này của mình á, nếu mà em để đơn thuần là cái file cũ mà em không có bổ sung thêm các cái tham số liên quan đến Gazebo á, thì nó sẽ bị một cái vấn đề. Thank you.
tay thứ ba cũng phải tìm kiếm để nó chuyển đến cái vị trí này. Thì như ông nhớ em nhớ là thằng này nó vào ngoài tìm là 300. Từ mình về bên ngoài vào cái góc này là khoảng 300 này. Chỗ này là khoảng gì? 150. Thế đây là chỗ thầy nói camera của thầy nó có kích thước là cái độ dày của camera nó vào khoảng chừng 3 cm, tức là 30 ha. Chiều dài của camera vào khoảng chừng 10 cm đấy. Và cái thằng này tiếp với đấy chiều cao của nó là 60. Thế nên quý thầy sẽ phải thì thầy sẽ phải chuyển cái camera đi theo cái bao nhiêu và đi theo cái bao nhiêu. Thầy vẫn muốn là cái hệ trục của đầu của thầy á, camera hệ trục của đầu của thầy vẫn sẽ như này. Nó vẫn nằm ở cái hệ trục của đầu camera vẫn nằm ở ngay tâm của camera. Vậy thì bây giờ cái mà thầy sẽ tác động lên là khi mà thầy khai báo tạm định vị ở camera thì thầy sẽ không tác động gì đến cái origin của nằm trong cái video cả. Bởi vì trong cái video cái origin đó là cái vật thay đổi vị trí hoặc là xoay như thế nào quanh cái góc của đầu của nó. Mình thấy là cái vật của mình camera vẫn là nằm ở cái trọng tâm của nó vẫn là cái góc của đầu của cái hàng camera. Đang sẽ không động gì vào cái chỗ mà origin trong cái video cả. Và mình sẽ động vào cái origin ở mức nào. Mình cho nhé. Tại vì trong cái chỗ mà khai báo cái origin mình cho là tiến hành phục hồi tìm kiếm này này. Như vậy mình sẽ phải tìm kiếm từ cái chỗ gốc ban đầu, tại vì khi mình mới khai báo camera nằm ngay đây. Như vậy tiến hành mình tìm kiếm camera đây bên trên này. Như vậy mình sẽ tìm kiếm cái tích bao nhiêu, cái tích bao nhiêu, cái bao nhiêu. Biết mình đi khoảng bao nhiêu rồi. Đây nó chính là cái topic
mà khi mà thằng Gazebo nó chạy thì nó sẽ thu cái hình ảnh từ camera và nó gửi ngược trở lại qua cái topic này, tạo cái topic này mình sẽ thấy hình ảnh từ camera. Thì cái tên nó mình chọn nó, ví dụ của thầy thì nó sẽ là My Robot, sẽ là camera 1 và cái topic của nó sẽ là cái mình draw, tức là cái tên đầy đủ cái topic sẽ là My Camera sẽ camera 1 sẽ và cái cuối cùng là thằng cái mình draw. Rồi. Nếu mà em khai báo đầy đủ những cái thông số như này ha, thì bên dưới thì là cái phần quyền đọc ý thì nó ra thì khai báo được các cái thông số đầy đủ này rồi, thì bây giờ con robot của mình nó sẵn sàng nó hoạt động rồi. Thì bây giờ thầy sẽ tắt lên đi. Thì có một cái kinh nghiệm của là tắt ra Zebo á, thì cái này cũng cần tung xe ở trên cái cửa sổ mà terminal này, cái chỗ mà mình chạy cái Zebo nó sẽ bắt khoảng từ 12 giây ra khai báo cái thằng Zebo này. Tắt cái này nó vẫn lỗi. Và nếu mà mình tắt cái chuyển con Z hoặc là mình tắt cái con trước thì nó hay bị cái lỗi là Token Form á. Token Form tùy máy. Token Form tức là mình cấp sang nó bỏ lên thì thấy là con cốt của em các bộ phận nó đã hết trơn, không có cái link với nhau nữa hết. Rồi, mình chạy lại. Mình chạy lại với lại cái file mà mình đã chỉ sửa các cái thông số, thì bây giờ em sẽ con robot của mình nó có màu rồi. Các cái màu là cái màu nó hơi cải lương, cần phải chọn cái màu nó hơi hơi chú ý tí. Mình thấy là cái bánh xe sát trâu thì nó màu vàng, cái bánh màu xanh và cái bên da màu tím. Ok, thì khi mà mình đã có được cái robot rồi thì bây giờ mình tò mò là liệu mình có thể đọc được cái dữ liệu từ camera này về không. Kiểu sẽ có được cái dữ mình có hình dung thì mình phải đọc được. Thầy sẽ mở thêm một cái terminal khác nữa và thầy sẽ gõ cái chữ là ROS topic và mình sẽ list những cái topic này ra để kiểm tra coi là có cái topic mà camera về nói không để nó nghe đây. Mình thấy là hai robot là camera 1 và Evitro cái này luôn. Đây chính là cái topic để mà nó chứa cái dữ liệu hình ảnh từ camera trả về và nó trả những cái hình dạng khác nhau. Thì cái quan trọng là bây giờ mình xem này thôi. Em có thể viết một cái file code đặt cái luồng này về, subscribe vào topic này đặt cái luồng này về và chỉnh lại. Nhưng bây giờ mình chỉ muốn xem hình ảnh thôi thì mình có thể sử dụng một cái tool sẵn có của bên phía ROS. Cái tool đó là cái tool có tên gọi là Easy View. Ở đây em thấy cái thầy kia ROS đây là câu lệnh mình để gì nè, để chạy một cái phát kỷ mà đã được combine rồi ha, phát kỷ được combine. Đây là tên của cái gì? Tên của cái phát kỷ đó. Và cái phần số thứ hai là gì? Cái nốt. Cái nốt bên trong. Nếu mà một cái phát kỷ chỉ có một nốt thôi thì tên của cái nốt đó thì thường nó sẽ giống với tên phát kỷ. Và cái phát kỷ mà nó có nhiều nốt thì em muốn kiểm tra xem nó là nốt nào á, thì em có thể vào cái thư mục OBT ấy. Sau đó mình vào cái thằng ROS này, ROS này và em nhớ không, các thầy nói là mấy cái thư mục bình luận, library, thư mục xe, thư mục chứa những thư viện bên ngoài á, thì cái thư viện mà liên quan đến review á nó sẽ nằm ở trong cái thư mục xe và nó nằm ở cái chỗ là review, thì em có thể vào trong cái review này kiểm tra xem coi nó có hay chưa. Nếu mà ví dụ như trên máy của thầy á nó có rồi ấy, thì em sẽ thấy là cái chữ review nó nằm ngay đây và mình mở ra thì sẽ thấy ở bên trong này thì nó có cái file XML mô tả về cái gói này đơn giản vậy thôi. À, mình muốn chạy được thì mình sẽ có một lần kiểu như thế nào đó. Còn nếu mà em chưa thấy là cái thằng review á, em không thấy review thì em có thể đi cái này nhé. Sudo xong rồi app install ROS gạch ngang rồi tích gạch ngang image gạch ngang tiếp view để mình cài vào. Nói chung là đi trên cài cái gói thì bị thiếu không? Không biết thể nói thế rồi đúng không? Để bắt đầu thay chân nhé. Thank you.
là hai ba camera, để ví dụ em ăn chơi mà em đặt camera trước, không phải camera đằng sau nữa để hỗ trợ lúc đi xe lùi về đất, xe chạy tới để phát hiện xe có thằng nào trước không, thì dừng xe lùi xe có tông hay không nữa. Đó. Thì do mình chọn thì có thể là bao nhiêu camera đều được đấy. Rồi cái file có mẫu của cái phần mà liên quan đến cái gắn cảm biến này thì thầy đã tải lên trang Classroom rồi, thầy ghi chữ là My Robot Kazebo á. Thì trước mắt là tụi em tải cái này nó về, xong rồi làm lại các bước mà thầy làm từ nãy giờ đi ra, lên chỗ này tới cái chỗ này xem mà thầy được cảm biến camera được hay chưa. Khi nào tụi em xong cái bước đó thì thầy sẽ giới thiệu tiếp đến cái phần mình đưa cái động cơ vào, mình đưa động cơ vào bên trong cái con robot của mình.